Xin chào các bạn, hôm nay tao sẽ cùng anh Bông đi gác lá dẻo cổ lam. Đây, trên vườn sâm ngọc linh, ngoài cây sâm ngọc linh quốc bảo của Việt Nam thì còn có cây dẻo cổ lam. Dẻo cổ lam đây là 7 lá, nó tự mặt như này. Giờ chúng ta sẽ đi hái lá đấy. Các bạn thấy này, trên vườn sâm là rau này, rau ngò gai, rau cải, cây ngò gai là nhiều nhất đấy, rau diếp cá, diếp cá mặt tự nhiên nó mọc lung lung lúng sâm luôn. Để các bạn thấy diếp cá này mọc lung lung lúng sâm, diếp cá ở đây rất là ngon, sạch sẽ nữa. Đúng sâm này. Này là sâm nhỏ. Đây là trại. Dâu cổ lam nó mọc ngay tại ở thế này. Đây. Vậy chúng ta sẽ cận cảnh cái lá. Các bạn thấy dâu cổ lam chưa? Nó có vị đắng. Đắng và ngọt. Hiện nay lá dẻo cổ lam này làm dùng để chế trà. Chế tươi cũng được mà chế khô cũng được. Rất tốt. Nó giúp mà bầu thải chất độc trong gan này. Ở bên Nhật bản người ta gọi là cây thất diệp đễm. Dẻo cổ lam đây là 7 lá. 7 lá nhé các bạn. Này, 7 lá này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lá. Cái nào 7 lá hết này. 7 lá. Nó mọc khuôn giỏi thế này này. Rất là nhiều. Các bạn nhìn thấy. Đấy. Người đồng bào sẽ đang ở đây, ngày xưa có dùng cái cây này không anh? Không. Không dùng hả? Họ chỉ dùng khi mà nấu canh. Nấu canh cho chứ đó thì nấu bằng gạo rồi họ mới được dùng cái lá này. Nấu với gạo hả? Ừ. Ngọc đang đắng. Đang đắng hả? Có một họ là lấy vừa thôi. Ví dụ là canh lấy khoảng một nhúm thôi. Họ nấu cái lá hay là cái ngọn? Đây là họ lấy cái lá không này. Cái lá không thôi hả? Rất là cái lá thôi. À, các bạn thấy rất nhiều. Ngày xa xưa là đã dùng rồi hả? Dùng rồi. À. Cái cây này ở trên mình gọi là cái gì? Tiếng xe đen á. Không nhớ nữa. À. Mình dọn thế này thì mình cắt thế này. Ít bữa nó sẽ ra lại. Ra rất nhanh. À, hái cho các bạn xem. À. Mặt dưới của nó thế này này. Nó cũng giống lá sâm thì. Giống lá sâm 1 tuổi. Nhà lá sâm là có 5 lá thôi. Cây. Còn này đến 7 lá. Cắt nó đơn giản thế này. Chỉ cần 3 lá như thế này. À, cho vào cái ly nước sôi là chúng ta có một ly trà dẻo cổ lam. Buổi sáng uống. Những ai mà chịu đáng được mới uống cái này, nó có vị đáng. Mập rất nhiều. Các bạn thấy đấy. Mập ngay trên cái lối đi thế này. Nè. Quá trời trời. Mập luôn. Chỗ nào mà trống thì nó mập.
bò lên lung trên cái chỗ để lấy phân trồng sâm, thậm chí nó vào trong lung, vào lung trong cái lúng sâm. Đây các bạn thấy này, đây là lá dĩa của lam và đây là lá cây sâm ngọc linh này. Đây các bạn thấy chưa, nó cũng nó xanh hơn. Tuy nhiên gặp những cây sâm mà nó mới cái mùa kia thì nó xanh cũng như thế này, nhưng mà nó cũng tự giống nhau, cũng có lông trên lá. Lá dừa của lông này nó cũng có lông răng cưa. Đây là lá sâm ngọc linh, lá sâm ngọc linh đây, lá sâm ngọc linh đây, đây là lá dừa của lông đấy. Các bạn thấy đấy, dần giống nhau, chứng tỏ là nó cũng là một loại dược liệu quý. Đây cái này nó đã bu vào trong lá sâm, ảnh hưởng đến cây sâm. Nó giống như dây ổ cua, cái khổ cua. Đấy nhiều không? Dạ nhiều anh. Được bao nó luôn. Dạ. Hôm nay mình đi lên lên này làm clip này thì một số người ở dưới huyện là có nhờ mình xin cái này, lá này để cho người ta uống, người ta trị bệnh. Một cát này còn nhỏ quá, chưa đầy đâu. Chỗ này nhiều anh này. Các bạn thấy không? Màu nó rất đẹp. Cái hạt gì tím tím này anh Bông? Cái hạt gì, hạt này đây? Ăn được không? Màu rất... Dạ? Không, nó là dai dưới đất mà. Quá trời này. Này. Giống như dâu tay đó. Ăn được không? Cái này là lấy nó canh được mà. Cái hạt này hả? Không, lấy cái lá cái ngọn. Của cái dai này hả? À, như vậy mà hắn tên gì? À, đây gọi là chi ta tông. Chi ta tông hả? Chi ta tông, tiếng xe đang là chi ta tông hả? À, nhưng mà không biết trái gì. Nó đẹp ha. Ăn thử nghe. Cái ngọn nó ăn được gì nữa được. Thì chắc cái của nó ăn được nha. Có vị ngọt. Ăn được à? Ăn được. Rất giòn. Chua chua ngọt ngọt. Nó giống cái mát mà. Vì nó chắc cũng có này. Chua chua ngọt ngọt giòn giòn. Biết cái gì? Cái ngọt ăn được thì. Bây giờ hái vô cà lâm đi. Hiện nay tại huyện Nam Trà My thì cái nguồn tiêu thụ vô cà lâm là rất là nhiều. Một ký khô là người ta bán là từ 250 đến 300 ngàn một cân một ký. Người ta bán rất nhiều tại phiên chợ sâm Ngọc Linh được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 3 hàng tháng tại trung tâm huyện Nam Trà My. Nếu các bạn có nhu cầu mà mua để dùng thì đến với phiên chợ. Ủa chứ mở cái đường này đi mua đây anh Bông? Cái đường đi đâu đó? Cắt cây. À cắt làm gì đó? Củi vậy? Củi. Để cho nó mục nó thành phân chứ. Đấy, rừng già ngọc linh thế này này, các bạn thấy chưa? Tất cả đều rừng già. À đây là cây chú rừng. Chú rừng này đã ra hoa. Khi nó chín là chúng ta chặt phơi khô ngâm rượu uống rất thơm. Nó chữa bệnh đau khớp, đau lưng rồi đấy.
Nói chung ở đây núi Ngọc Linh này là dược liệu rất là nhiều. Và theo nhận định là còn rất là nhiều loại dược liệu quý nhưng mà chúng ta chưa phát hiện ra thôi. Nhưng mà đứng đầu là vẫn là cái này. Đấy, sâm Ngọc Linh đấy. Sâm này 2 tuổi. Năm nay 1 tuổi nhưng mà sâm nam là 2 tuổi. Giờ nó sắp ngủ đông nè. Lá vàng nè. Đây. Vàng lá kìa. Này. Các bạn thấy chưa? Này. Bây giờ tao sẽ ươi thử. À, nó đã có mầm rồi, mầm nó đây này, mầm đây, mầm cây sâm đây. Sắp tới là nó, cái lá này nó sẽ rụi mùa đông và cái mầm nó sẽ lên một cây mới lớn hơn cây này. 3 tuổi là bắt đầu nó có hoa rồi, bước sang tuổi thứ 4 là hạt nhiều lắm. Rồi quay trở lại với dấu quả lơm, rất nhiều. Không cần trồng, tự nó bò ra thế này. Đến mùa thì nó ra hạt. Hạt của nó như đào chiếc đũa như vậy, màu đỏ. Tự nó rơi xuống, nó có màu đỏ. Đây là cái ngọn của dĩa cổ lom này. Đây. Bạn thấy chưa? Cái này, này rất nhiều. Này phải về rửa đây. Rửa thì mới uống được vì nó dính đất. Nó bò dưới đất mà. Dính rác nữa, rác. Cái đống ở dưới vườn phải dưới nó hết à? Còn. Không hái thì nó cũng rụi. Nó rụi sang nam nó ra lại. Được chưa? Nữa, hai nữa đi. Hai nữa về cho người ít để người ta uống. Cái này cũng chẳng bón buông gì. Hái nó đơn giản như vậy, các bạn thấy chưa, cực kỳ đơn giản. Hái một dài là đứt hết rồi. Chỗ này ngày xưa có đâu, nó mới ra đây chứ. Ừ, mới ra mình phát lên lên phát con trống là nó ra. Cái này thì nó bò vào trong lún sâm có ảnh hưởng đến cây sâm không? Rễ nhiều hơn sâm. Nó ra rễ nhiều nên hút cái dinh dưỡng của cây sâm. Trong cái chảo đừng cắt nha nghe. Trong chảo để im sâm tóc. Cắt đầu bên kia. Cắt đằng kia anh kìa. Đấy, quá các bạn thấy gì? Rất là nhiều bọt ngần luôn. Đây. Có khi nào mình cắt trúng lá ngấu không? Mà trên này đâu có lá ngấu? Không có. Trên này không có lá ngấu, trên vườn sâm là không có. Nó chỉ có ở dưới mấy sở phòng thấp này đúng không? Chỗ mình làm rẫy có trên vườn già không? À, nó lá ngấu nó không sống trên vườn già này. Cái này nó sợ cây sâm, này là nó trống, sống dưới.
nhường chỗ rừng già cho các cây sâm quý hiếm phát triển. Đây, khu này bây giờ phát, nếu mà phát dọn trống 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 ra thì nó sẽ lên rất là nhiều vỏ cổ lam. Không thấy hạt nào hả? À, đây có một cái hạt. Bây giờ để hái hạt cho các bạn xem nha. Hạt này nó chưa chín nên nó chưa đỏ. Hạt ở đây. Đây là hạt của vỏ cổ lam này. Cái này chắc cũng bị con gì ăn lủng rồi. Nó chín thì nó sẽ đỏ đẹp. Chưa. Rồi, cái này ở ngoài nữa, bỏ vô luôn. Nãy đuối rồi. Uống cũng thoáng hơn hết. Ra Tết nó sẽ mạc lại rất nhiều. Một tháng sau lên đài lại là như kín luôn. Đây. Đây. Ta dùng thép gai để mà rào chống trộm. Đây những lúng sâm này. Trên núi này điều kiện khí hậu nó tốt cho nên là cái gì trồng trên này cũng tốt hết. Đây có cái của này là giống của dâu đất, dâu tay. Ăn nó ngọt ngọt ngọt. Nó rất ngọt. Giống của mâm xôi. Đây các bạn thấy chưa? Đây. Mặt rất nhiều. Mông bạc hà, rau, rất là nhiều loại rau. Rồi làm. Đây là người ta gieo hạt sâm trong này, trong những cái chậu này. Không bị rửa trôi. À, còn đây là cây thất diệp nhất chi hoa. Sâm nước, sâm bảy lá. Củ nó rất to. Cái này là giá khoảng gần 1 triệu một cân. Có củ là hơn 1 cân ạ. Rồi bây giờ chúng ta về lại trại. Như tôi nói lúc nãy là trên này khí hậu thổ nhưỡng nó tốt cho nên là rau. Các bạn xem này, rau ram này. Rau ram của chúng ta này. Lá rau ram rất to, khủng khiếp. Này, nạc rất nhiều. Tốt lắm. Đây, mọi xin xem rau ram này. Ngoài việc trồng sâm thì bà con ở đây này người ta trồng, đây là chè xanh để mà nấu nước uống. Chè xanh. Người ta trồng thêm các loại rau thế này để cải thiện. Thậm chí là như anh Bông là còn nuôi thêm gà vịt nữa. Nuôi gà vịt ở dưới này. Bây giờ chúng ta đi về thôi. Này rau ram, các bạn thấy rau ram tốt không? Rau ram. Hoa rau ram đây. Đẹp quá.
Đây là khu vực trồng sâm. Đây. Đây là cái cổng. Quá lại. Cổng này là cổng nhắc quan và cổng tâm quan. Quá lại. Rừng già bao la. Đây, vườn sâm của người mọi người, các bạn thấy bao la rồi sâm này. Tất cả đều rầu B40 hết, lưới thép B40 đây này nó mới chịu được thời tiết. Bên trong ngày xưa người ta vẫn rầu cái lớp này nhưng mà nó nhanh hư nứa đấy, được khoảng 2 năm là nó hư nó mục. Nhưng bây giờ cặn lưới lên đường xá cũng thuận tiện. Trong công là người ta lẹp, dùng một cái lớp tôn chống trục. Tuy nhiên là trục đó cũng không lắm, nó bò từ đến ngọn cây này, nó bò xuống luôn, nó chiền từ cây này, nên cái tôn chỉ giải quyết được một phần thôi. Cách tốt nhất là người ta phải, đây là một cái trại cửa sát luôn. Cách tốt nhất để mà chống trục là phải ban đêm là phải ra đuổi nó. Đặc điểm của nó, con trục cái này này, lông nó màu đỏ. Nó chỉ ăn sâm vào tháng tóm anh Bông này. Tháng tóm khi hạt nó chín thì nó mới ăn. Còn thời gian còn lại thì nó đi đâu, không ai biết. Nó ở đâu trên núi cô. Này, như các bạn thấy cái vườn này là hư rồi. Hư rồi. Đây. Đây, lưới rồi còn thừa. Đây là dấu của lâm này, các bạn thấy dấu của lâm chưa? Đây này, rất nhiều, thậm chí ngay một cây này. Đây là trại của tập thể. Mỗi cái hợp tác xã trồng sâm đều có một cái trại tập thể này để là canh nhau mà trực là ở đây. Đấy, bên xung quanh nó ngồi là vườn sâm. À, tập thể ở đây còn trang nuôi vịt, làm chuồng nuôi vịt, vịt sim, hai con ngan ấy, để mà cải thiện bữa ăn. Người ta trồng lá thúc luôn, để mà dùng. Rồi bây giờ xin chào tạm biệt.